Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, những diễn biến chính trị gần đây tại Mỹ, đặc biệt là sau cuộc tranh luận giữa ông Donald Trump và Joe Biden, đang khiến nhiều nhà quan sát dự đoán về khả năng trở lại của ông Trump. Ngay cả các tờ báo lớn uy tín của Mỹ như New York Times và CNN vốn có xu hướng ủng hộ ứng cử viên Đảng Dân Chủ, cũng bắt đầu cảnh báo về khả năng thất bại của Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Trước viễn cảnh này, nhiều quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đã chuẩn bị kịch bản cho sự trở lại của ông Trump. Đối với Việt Nam, tác động quan trọng nhất của sự trở lại tiềm năng của ông Trump có thể đến từ lĩnh vực thương mại. Mặc dù đã duy trì quan hệ tốt đẹp, Việt Nam vẫn không tránh khỏi những căng thẳng thương mại với chính quyền ông Trump trong giai đoạn 2018-2020, mà nguyên nhân chính xuất phát từ thâm hụt thương mại lớn của Mỹ với Việt Nam lên tới 49,5 tỷ đô la vào tháng 9 năm 2020, chỉ sau Trung Quốc và Mexico. Tháng 10 năm 2020, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ mở hai cuộc điều tra nhằm xác minh liệu Việt Nam có thao túng tiền tệ để trợ cấp xuất khẩu, gây bất lợi cho các công ty Mỹ hay không. Động thái này tiếp nối quyết định trước đó của Bộ Tài chính Mỹ, cáo buộc Việt Nam định giá thấp đồng tiền và mở cuộc điều tra về việc áp dụng thuế đối kháng đối với lốp xe khách và xe tải nhập khẩu từ Việt Nam. Tuy nhiên, vào ngày cuối cùng tại nhiệm của cựu Tổng thống Trump, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ tuyên bố rằng hoạt động tiền tệ của Việt Nam không hợp lý, nhưng Mỹ sẽ không áp dụng các biện pháp trừng phạt. Kể từ đó, chính quyền ông Biden đã hạn chế đưa ra tuyên bố công khai hay thực hiện hành động cụ thể nào liên quan đến các cuộc điều tra trước đây dưới thời ông Trump. Thay vào đó, ông Biden tập trung vào việc giảm thâm hụt thương mại và thúc đẩy hội nhập kinh tế giữa hai nước, góp phần duy trì mối quan hệ ổn định trong 4 năm qua. Các biện pháp chống bán phá giá được áp dụng rất thường xuyên trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Năm 2018, Bộ Thương mại Mỹ tiến hành 122 cuộc điều tra và đề xuất mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp cho nhiều mặt hàng nhập khẩu. Để ứng phó với bối cảnh địa chính trị phức tạp trong 4 năm tới và đảm bảo sự tăng trưởng và ổn định của nền kinh tế, Việt Nam cần triển khai chiến lược phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực, bao gồm đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tăng cường quan hệ thương mại khu vực và thúc đẩy sản xuất trong nước. Một trong những bước quan trọng là đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm thiểu sự phụ thuộc quá mức vào hàng hóa, nguyên liệu trung gian từ Trung Quốc. Việt Nam có thể tìm kiếm nguồn cung linh kiện công nghệ cao và nguyên liệu thô thay thế từ các quốc gia trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Việc đa dạng hóa nguồn cung sẽ giúp Việt Nam giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường quốc tế, đặc biệt khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần tăng cường quan hệ thương mại với các nền kinh tế lớn khác như Ấn Độ, các nước ASEAN và cả Trung Quốc để giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ và đa dạng hóa hoạt động xuất khẩu. Tăng cường đầu tư vào sản xuất hàng hóa trung gian trong nước cũng là một chiến lược quan trọng khác. Việc phát triển khả năng sản xuất nội địa sẽ giúp Việt Nam xây dựng nền công nghiệp tự chủ hơn, giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhập khẩu linh kiện từ nước ngoài. Những nỗ lực hiện tại của chính phủ trong việc khuyến khích đầu tư FDI vào các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn và nâng cao kỹ năng cho lao động bản địa là những bước đi đúng hướng để đạt được mục tiêu này. Có lẽ một bài học mà Việt Nam có thể rút ra từ các quốc gia châu Á khác là sự thành công trong việc sử dụng quan hệ tốt đẹp với cá nhân ông Donald Trump để thúc đẩy các mục tiêu vì lợi ích quốc gia. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kết bạn với ông Trump trong thời gian chuyển tiếp giữa cuộc bầu cử năm 2016 và lễ nhậm chức đầu năm 2017 và sau đó đã sử dụng lời kêu gọi của ông Trump về việc các đồng minh an ninh phải chia sẻ chi phí quốc phòng nhiều hơn để thúc đẩy quá trình xây dựng quân đội Nhật Bản. Cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã sử dụng mối quan hệ giữa ông Trump và ông Kim Jong-un như một bàn đạp để theo đuổi chiến lược can dự với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần lưu ý rằng đội ngũ quan chức trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump có khả năng sẽ hoàn toàn khác biệt. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump sử dụng nhiều nhà hoạch định chính sách giàu kinh nghiệm, từng phục vụ trong các chính quyền của các tổng thống Đảng Cộng hòa trước đây. Tuy nhiên, như được tường thuật trong các cuốn sách về hoạt động nội bộ của Nhà Trắng dưới thời ông Trump, cho thấy một bức tranh hỗn loạn khi nhân sự liên tục bị thay thế chỉ sau 1 hoặc 2 năm làm việc. Việt Nam cũng cần lưu ý đến lợi thế địa lý chiến lược của mình, vốn đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán với Mỹ và sẽ tiếp tục duy trì vị thế này, bất chấp ông Trump có thắng cử hay không. Chiến lược ngoại giao cân bằng và tự chủ của Việt Nam sẽ tiếp tục phục vụ như một lá bài mặc cả đối với Washington, khuyến khích bất kỳ chính quyền tổng thống nào duy trì hợp tác và củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.
Cuối cùng, một yếu tố quan trọng Việt Nam cũng cần lưu ý là sự thay đổi trong cán cân quyền lực đang diễn ra tại châu Á-Thái Bình Dương. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Mỹ có được đòn bẩy đáng kể đối với Trung Quốc khi vẫn còn nắm giữ vị thế là cường quốc thương mại hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của phần lớn các quốc gia trong khu vực, cho phép Bắc Kinh quyết đoán hơn trong chính sách với Mỹ và có được vị thế mạnh mẽ trong khu vực. Liệu hàng trăm triệu người dân Mỹ có sẵn sàng đánh đổi hàng hóa giá rẻ, chất lượng cao đến từ châu Á để phục vụ mục tiêu chính trị của một nhóm nhỏ tại Washington hay không? Có lẽ đây sẽ là câu hỏi quan trọng nhất mà chúng ta cần phải quan sát từ Việt Nam và châu Á để xác định các rủi ro và tiềm năng thương mại với Mỹ dưới nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Thưa quý vị, trong khi kết quả bầu cử vòng 2 cho thấy Đảng Cực Hữu Tập hợp Quốc gia RN chỉ về thứ 3 và không có khối chính trị nào giành được ít nhất 289 ghế để tạo thành đa số tuyệt đối tại Quốc hội, thì Thủ tướng Pháp Gabriel Attal đã tuyên bố từ chức. Ngày 7 tháng 7, đông đảo cử tri Pháp đã tiến hành bầu cử vòng 2 để lựa chọn 501 đại biểu còn lại vào Quốc hội, ngoài 76 đại biểu đã được bầu ở vòng 1. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ ngay sau bầu cử do Bộ Nội vụ Pháp công bố, với từ 178 đến 205 đại biểu, Liên minh Mặt trận Bình dân mới NFP đã giành vị trí đứng đầu. Phe của Tổng thống Emmanuel Macron tuy mất đa số tương đối nhưng vẫn về vị trí thứ hai, với từ 157 đến 174 ghế. Một bất ngờ lớn là mặc dù đã giành vị trí đứng đầu ở vòng 1, với gần 34% phiếu bầu, song Đảng Cực Hữu Tập hợp Quốc gia RN chỉ về vị trí thứ 3 tại vòng 2 với từ 113 đến 148 ghế, không còn cơ hội nắm chính phủ. Kết quả kiểm phiếu khẳng định không có khối chính trị nào giành được ít nhất 289 ghế để tạo thành đa số tuyệt đối tại Quốc hội Pháp. Tuy vậy, với thắng lợi hoàn toàn bất ngờ, Đảng NFP sẽ trở thành lực lượng chính trị lớn nhất tại Quốc hội khóa mới. Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal đã tuyên bố sẽ gửi đơn từ chức tới Tổng thống Emmanuel Macron vào sáng ngày 8 tháng 7 theo giờ địa phương và sẽ thực hiện chức trách tới khi nào cần thiết. Tuyên bố trên được Thủ tướng Attal đưa ra sau khi dữ liệu thăm dò ban đầu cho thấy Đảng Phục Hưng theo đường lối trung dung của ông và Tổng thống Macron cùng với các đồng minh của đảng này chỉ đứng thứ hai tại Quốc hội trong cuộc bầu cử vòng 2. Kết quả sơ bộ của bầu cử vòng 2 cũng cho thấy Pháp hiện có vẻ như đang bị mắc kẹt trong một kịch bản quốc hội treo. Theo cựu Thủ tướng Pháp Edouard Philippe, nước Pháp cần có một thỏa thuận để đảm bảo có được một chính phủ ổn định, đồng thời khẳng định ông sẵn sàng gánh vác trọng trách này và mời những người khác cùng tham gia. Kết quả bầu cử quốc hội Pháp vòng 2 phù hợp với dự đoán. Theo cuộc thăm dò ý định cử tri do Opinion Way thực hiện, Đảng RN có thể chỉ giành được từ 205 đến 230 ghế, cách xa con số 289 ghế cần thiết để đạt được đa số tuyệt đối. Liên minh cánh tả NFP dự kiến sẽ giành được từ 145 đến 175 ghế, trong khi phe Tổng thống sẽ có khoảng 130 đến 162 ghế và Đảng Những Người Cộng Hòa LR từ 38 đến 50 ghế. Cuộc khảo sát cũng cho thấy trên 40% cử tri Pháp tin rằng sẽ không có nhóm chính trị nào trong ba khối tranh cử chính giành được đa số tuyệt đối, trong khi chỉ có 35% tin rằng phe cực hữu sẽ đạt được mục tiêu này. Kết quả cuộc thăm dò cũng phù hợp với nhận định của giới quan sát chính trị và dư luận báo chí truyền thông. Theo đó, cuộc đua vòng 2 tổng tuyển cử tại Pháp sẽ rất gay cấn nhưng không có quá nhiều bất ngờ. Tuy nhiên, Đảng Cực Hữu và các đồng minh giành được nhiều ghế nhất, khiến phe đa số sắp mãn nhiệm của Tổng thống Emmanuel Macron trở thành phe thiểu số và buộc ông sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong chặng đường 3 năm còn lại của nhiệm kỳ. Thưa quý vị, các cuộc bạo loạn, đụng độ và cướp bóc đã nổ ra trên khắp nước Pháp khi những người ủng hộ cánh tả tràn ra đường để ăn mừng chiến thắng của Liên minh Mặt trận Bình dân mới trước Đảng Tập hợp Quốc gia cánh hữu và Đảng Trung dung của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày 7 tháng 7. Hơn 30.000 cảnh sát chống bạo động, gồm 5.000 người chỉ tính riêng ở Paris, đã được triển khai trên khắp đất nước Pháp để ngăn chặn tình trạng bạo lực khi căng thẳng chính trị gia tăng trước thềm cuộc bầu cử giữa phe cánh hữu và cánh tả. Ngay sau khi kết quả sơ bộ được công bố, vào đêm ngày 7 tháng 7, các cuộc bạo loạn đã nổ ra tại cuộc biểu tình của Mặt trận Bình dân mới ở trung tâm thành phố Paris và sau đó là các thành phố Nantes, Lyon, Marseille và Rennes cũng tham gia. Đám đông tụ tập tại quảng trường Cộng hòa, bắn pháo hoa và hô vang: "Những người trẻ tuổi, hãy vứt bỏ Mặt trận Quốc gia."
cảnh sát Pháp đã cố gắng giải tán đám đông bằng hơi cay trong tuyệt vọng khi đám đông đội mũ trùm đầu và đeo mặt nạ, bắt đầu ném chai lọ, dựng rào chắn và đốt xe đạp. Có ít nhất một cảnh sát đã bị thương do bom xăng. Trong đoạn video được đăng tải trực tuyến, cảnh sát được nhìn thấy đang lao về phía trung tâm quảng trường. Nhiều đội cứu hỏa đã được triển khai để dập tắt các đám cháy do những người bạo loạn gây ra. Các nhà hàng, ngân hàng và nhiều địa điểm khác ở Paris đã cố gắng bảo vệ cửa sổ bằng các tấm gỗ trước ngày bầu cử. Tuy nhiên, đám đông được cho là đã cướp phá một số cửa hàng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi bầu cử sớm vào tháng trước, sau khi đảng cánh hữu RN thể hiện mạnh mẽ trong cuộc bỏ phiếu của Quốc hội EU, đánh bại đảng Phục hưng của ông với số phiếu cao gấp đôi. Mặc dù dẫn đầu vòng bầu cử đầu tiên bằng cách giành được 33% số phiếu bầu, tuy nhiên đảng RN đã phải hứng chịu một thất bại, chỉ đứng thứ 3 với 143 ghế trong vòng thứ 2. Khối cánh tả New Popular Front nổi lên là người chiến thắng, với 182 ghế nhưng lại không có đa số tuyệt đối. Khối của ông Macron chỉ đứng thứ 2 với 168 ghế. Thưa quý vị, một cuộc tấn công của Nga vào một cơ sở điện ở Ukraine đã khiến hơn 100.000 người dân ở vùng Sumy, phía tây bắc Ukraine phải sống trong cảnh mất điện. Nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukrenergo cho biết, công việc đang được tiến hành để khôi phục nguồn điện sau các cuộc đình công gây ra tình trạng mất điện khẩn cấp cho người tiêu dùng tại thành phố và khu vực Sumy, giáp biên giới với nước Nga. Reuters đưa tin không có báo cáo nào về thương vong hay thiệt hại ngoài cơ sở năng lượng. Nga đang tiếp tục tấn công vào các cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine, thường xuyên khiến đất nước này rơi vào tình trạng mất điện kéo dài, khiến cho người dân phải chịu đựng điều kiện mùa hè nóng nực, oi bức mà không có nước sạch, điều hòa không khí hay các thiết bị y tế cứu sinh. Công ty năng lượng quốc gia Ukrenergo cho biết, chỉ riêng trong 3 tháng qua, Ukraine đã mất 9 GW công suất phát điện, mất tất cả các nhà máy điện nhiệt vào tay kẻ thù và phải chứng kiến tất cả những địa điểm thủy điện bị hư hại do các máy bay không người lái hoặc tên lửa tấn công. Theo nhà điều hành mạng lưới điện quốc gia, lượng điện này đủ để cung cấp điện cho toàn bộ đất nước Hà Lan trong những giờ tiêu thụ cao điểm và hơn 1/3 công suất mà Ukraine có trước khi cuộc xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Ba Lan đã chuyển hướng điện dư thừa sang Ukraine để giúp nước này đối phó với các cuộc không kích của Nga. Nhưng Ukrenergo đã lên lịch cắt điện trong cả ngày trên khắp cả nước vì sản lượng điện trong nước và điện nhập khẩu cũng không đủ để bù đắp lượng điện thiếu hụt. Maria Saturian từ Ukrenergo nói với hãng tin BBC rằng bà biết rằng có rất nhiều sự tức giận hướng đến công ty của bà vì đã cắt điện quá thường xuyên, trong thời gian dài và đối với quá nhiều khách hàng. Nhưng công ty không có sự lựa chọn nào khác. Bà nói, chúng ta đang trong thời chiến, ngành năng lượng là một trong những mục tiêu của bọn khủng bố Nga. Và lý do thì rất rõ ràng, toàn bộ cuộc sống của chúng ta, toàn bộ nền văn minh của chúng ta đều được xây dựng dựa trên điện. Đây là cái giá mà chúng ta phải trả cho sự tự do. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine đưa tin trên Telegram rằng lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 24 trong số 27 máy bay không người lái cảm tử Shahed mà Nga phóng vào đêm mùng 5, mùng 6 tháng 7. Hãng này cho biết các máy bay không người lái đã bị chặn trên các khu vực bao gồm vùng Sumy bằng cách sử dụng hệ thống gây nhiễu điện tử và phòng không. Thưa quý vị, nhà báo Ireland Jay Boyce mới đây cho biết trên mạng xã hội X rằng NATO sẽ không cho phép đạt được hòa bình ở Ukraine vì điều đó không phù hợp với lợi ích của liên minh quân sự này. Ông Boyce viết, chỉ có hòa bình mới khiến NATO sợ hãi hơn cả chiến tranh. Đó là lý do vì sao liên minh này vẫn tiếp tục tồn tại 33 năm sau khi Liên Xô biến mất. Đó là lý do cho sự tồn tại và hình thành của liên minh này. Cũng chính vì lẽ đó mà liên minh quân sự này phải tránh hòa bình ở Ukraine bằng mọi giá. Như thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov lưu ý, các nước NATO đang cố tình tiến vào một vòng leo thang căng thẳng mới khi kích động Ukraine tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa với Nga. Theo ông, điều này chắc chắn sẽ gây ra những hậu quả và cuối cùng sẽ gây tổn thất nghiêm trọng cho lợi ích riêng của những nước đi theo con đường leo thang xung đột. Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không muốn gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình. Đồng thời, nước này vẫn sẵn sàng đối thoại nhưng phải trên cơ sở bình đẳng và phương Tây phải từ bỏ lộ trình quân sự hóa châu Âu. Thưa quý vị, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đến Trung Quốc
Trong khuôn khổ chuyến công du sứ mệnh hòa bình, sau khi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kiev, nhà lãnh đạo Hungary xác nhận ông đã đến Trung Quốc với bức ảnh Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh chào đón ông tại sân bay. Sứ mệnh hòa bình 3.0 Bắc Kinh, ông Orbán đã viết trên mạng xã hội X vào sáng ngày 8 tháng 7. Thông tin về chuyến thăm Bắc Kinh của ông Viktor Orbán lần đầu tiên được tiết lộ bởi Cổng Thông tin 444 hôm 7 tháng 7. Cổng thông tin này cho biết ông Viktor Orbán dự kiến sẽ đến Trung Quốc vào rạng sáng ngày thứ Hai. Lịch trình của ông Orbán ở Bắc Kinh hiện vẫn chưa được công bố. Chuyến thăm diễn ra sau khi Hungary bất ngờ hủy bỏ cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Peter Szijjártó và người đồng cấp Đức Annalena Baerbock. Tuần trước, ông Viktor Orbán đã tới Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong nỗ lực thuyết phục Kiev xem xét các cuộc đàm phán ngừng bắn với Moscow. Thủ tướng Hungary sau đó đã có chuyến thăm bất ngờ tới Nga, mà theo văn phòng của ông là một phần trong sứ mệnh hòa bình của ông Orbán. Ông Orbán và ông Putin đã thảo luận trong suốt nhiều giờ nhằm tìm ra lối thoát ngắn nhất cho cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hungary thừa nhận Moscow và Kiev vẫn còn rất nhiều bất đồng. Và Tổng thống Zelensky không thực sự thích các đề xuất của ông Orbán. Các chuyến thăm của ông Orbán tới Nga đã khiến Kiev và Liên minh châu Âu EU giận dữ. Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary tuyên bố rằng một trong những bước đi quan trọng nhất để chấm dứt cuộc xung đột là thiết lập liên lạc và lập luận rằng ông không cần sự ủy nhiệm của EU để thúc đẩy hòa bình. Hungary hiện giữ chức Chủ tịch Luân phiên EU là một trong số ít thành viên khối, cùng với nước láng giềng Slovakia, duy trì tính trung lập và từ chối gửi vũ khí tới Ukraine. Thủ tướng Hungary hôm 6 tháng 7 cho biết, ông đang lên kế hoạch tổ chức một số cuộc gặp vào tuần tới, và điều này sẽ gây ngạc nhiên không kém cuộc hội đàm gần đây của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông đã tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với báo giới Thụy Sĩ, "Tôi sẽ tiếp tục có một số cuộc gặp vào tuần tới, điều này cũng sẽ gây ngạc nhiên không kém." Ông Orbán nói thêm rằng, những cuộc gặp này sẽ được giữ bí mật với công chúng cho đến phút chót, giống như chuyến thăm trước đó đến Nga. Thưa quý vị, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây đã cảnh báo về động thái đáp trả quân sự đối với đợt tập trận bắn đạn thật của Hàn Quốc ở gần biên giới. Theo hãng thông tấn Yonhap, trong ngày 8 tháng 7, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã lên án mạnh mẽ đợt tập trận bắn đạn thật của Hàn Quốc. Bà Kim Yo-jong mô tả đây là hành động khiêu khích trắng trợn và Bình Nhưỡng sẽ có những biện pháp đáp trả tương xứng. Bà Kim Yo-jong cho biết, mọi người đều hiểu rõ sự nguy hiểm của các đợt tập trận bắn đạn thật sát biên giới. Đây chính là hành động gây bất ổn cho tình hình an ninh khu vực và Triều Tiên sẽ xem xét các động thái quân sự nhằm đáp trả. Trong trường hợp chúng tôi cảm thấy chủ quyền của mình bị vi phạm, lực lượng vũ trang Triều Tiên sẽ ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ và nghĩa vụ theo hiến pháp. Tuyên bố của em gái ông Kim Jong-un được đưa ra sau khi Hàn Quốc nối lại việc tập trận bắn đạn thật gần biên giới Triều Tiên lần đầu tiên sau 6 năm. Trước đó, Seoul cũng đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận quân sự liên triều với Bình Nhưỡng. Thỏa thuận được ký từ năm 2018 đã áp đặt một số biện pháp nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, bao gồm việc hạn chế các cuộc tập trận và thiết lập vùng cấm bay dọc biên giới. Theo Yonhap, căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã leo thang nhanh chóng trong vài tuần trở lại đây. Phía Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng gây nhiễu sóng GPS và xây dựng các công sự mới tại khu vực phi quân sự DMZ. Ngoài ra, Triều Tiên cũng thả hàng ngàn quả bóng bay chứa rác thải qua biên giới giữa hai nước nhằm đáp trả chiến dịch tuyên truyền bằng loa và giải truyền đơn của Hàn Quốc. Thưa quý vị, vốn là một quốc gia luôn theo chủ nghĩa hoài nghi về châu Âu và ủng hộ phong trào Brexit, Vương quốc Anh giờ đây có thể sẽ rẽ theo một hướng khác khi Đảng Lao động Trung tả vừa giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 4 tháng 7, chấm dứt 14 năm cầm quyền của Đảng Bảo thủ. Tại Tây Âu, xu hướng trái ngược đang diễn ra khi phe phái cực hữu, Đảng theo chủ nghĩa dân tộc, dân túy và hoài nghi châu Âu đang chiếm ưu thế trong các cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Dù Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu đang đi theo những hướng chính trị rất khác nhau, các chuyên gia cho biết động lực đằng sau sự chuyển giao quyền lực này với cơ bản là giống nhau khi mà cử tri đều mong muốn một sự thay đổi. Trả lời phỏng vấn của kênh CNBC, Dan Steven, giáo sư chính trị tại Đại học Exeter cho biết, xu hướng phản đối chính phủ đương nhiệm tại châu Âu xuất phát từ sự không hài lòng với thể chế, đường lối và chính sách và mong muốn sẽ có những thay đổi trong tương lai.
nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cử tri Anh. Đảng Lao động nhấn mạnh trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 4 tháng 7 rằng họ sẽ tạo ra sự thay đổi nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội một ngày sau đó. Lời kêu gọi trên đã ngay lập tức cho thấy sự hiệu quả với chiến thắng áp đảo sau đó của đảng này. Sự chuyển hướng sang cánh tả xảy ra sau một thời kỳ hỗn loạn trên chính trường. Nước Anh đã phải đối diện với nhiều thách thức trong một thời gian dài, từ những chính sách gây tranh cãi của đảng bảo thủ, lo ngại về vấn đề nhập cư, việc rời khỏi Liên minh châu Âu Brexit, thách thức từ đại dịch COVID-19, xung đột tại Ukraine cho đến chi phí sinh hoạt leo thang. Theo các chuyên gia, người dân Anh cảm thấy thất vọng với chính phủ hiện tại vào thời điểm ngày trước cuộc bầu cử. Không chỉ ở Vương quốc Anh, phần lớn Tây và Đông Âu trong những năm gần đây cũng cho thấy những thay đổi về phe phái chính trị với sự lên ngôi của các đảng dân túy và cực hữu. Italia, Hà Lan, Đức và Pháp đều đã chứng kiến việc các đảng cực hữu như Đảng Anh Em Ý, Đảng Vì Tự Do, Đảng Sự Lựa Chọn Vì Nước Đức hay Đảng Tập Hợp Quốc gia chiếm ưu thế trong các cuộc thăm dò dư luận hoặc giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử. Đây thường là các đảng phái đối lập với chính phủ cầm quyền, dựa trên lập trường chống nhập cư hoặc chủ nghĩa hoài nghi châu Âu. Họ đã dần thay đổi cách tiếp cận để thu hút đông đảo cử tri hơn, tập trung vào các vấn đề phổ quát và đang được quan tâm như việc làm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bản sắc dân tộc và nền kinh tế. Christopher Granville, giám đốc điều hành khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi và chính trị toàn cầu tại TS Lombard nói với CNBC, việc đang phải trải qua một giai đoạn kinh tế khó khăn đã khiến cho nhiều người mong chờ vào một sự thay đổi. Ông cho biết thêm, khi đối diện với tình thế khó khăn, người dân sẽ quy trách nhiệm cho chính phủ. Họ sẽ chỉ trích các chính sách kinh tế, chính trị của quốc gia, cho dù đó có những là tình huống bất khả kháng đi chăng nữa. Dù ở bất kỳ tình huống nào, cử tri đều mong muốn sự thay đổi. Thưa quý vị, mối lo về việc Pháp rút khỏi Liên minh quân sự NATO đang gia tăng khi phe cực hữu dường như sẽ chiếm đa số ghế trong quốc hội sau cuộc bầu cử. Đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia RN đã giành chiến thắng trước Liên minh cầm quyền của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử quốc hội sớm vòng 1. Cụ thể, Đảng cực hữu RN của chính khách kỳ cựu Marine Le Pen đã về nhất với 33% số phiếu bầu, trong khi đó Liên minh Trung Dung của Tổng thống Macron chỉ giành được vị trí thứ 3 với 20% phiếu. Vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 7, mà trong đó đảng RN được cho là sẽ giành tới 280 ghế trong Quốc hội Pháp. Ngày 4 tháng 7, tờ Eucratip dẫn lời các nguồn tin ngoại giao giấu tên cho hay, việc đảng RN liên tục chỉ trích chính sách đối ngoại của Tổng thống Macron, mà đặc biệt là về viện trợ quân sự cho Ukraine, đã khiến một số đồng minh hàng đầu của NATO lo ngại. Bởi ngay cả khi RN vấp phải sự phản đối, đảng này có thể vẫn tạo ra được ảnh hưởng đáng kể trong Quốc hội Pháp. Một nguồn tin của Eurotip cho biết, dưới sự lãnh đạo của chính phủ mới, Paris có thể lựa chọn rút lui mềm khỏi NATO bằng cách rời khỏi Bộ Chỉ huy Quân sự của khối. Trước đó, vào năm 1966, Tổng thống Pháp khi đó là ông Charles de Gaulle đã rút Paris khỏi Bộ Chỉ huy Quân sự của NATO, mặc dù Pháp là một trong 12 thành viên sáng lập ra Liên minh Quân sự này. Quyết định này chỉ chính thức được thay đổi vào năm 2009. Chia sẻ với Eurotip, chuyên gia quân sự Michel Douglas nhận định, đảng RN có thể thúc đẩy một lối thoát mềm và tinh tế, như Pháp chỉ gửi lực lượng quân sự có trình độ kém hơn với số lượng ít hơn để tham gia vào các nhiệm vụ chung của NATO. Tờ báo này nhấn mạnh thêm, Pháp hiện vẫn đóng vai trò lớn trong NATO, nên mọi sự thay đổi sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chiến lược dài hạn của Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Trong khi đó, bà Marine Le Pen đã nhiều lần chỉ trích quan điểm của Tổng thống Macron về cuộc xung đột ở Ukraine. Bà cũng cho rằng giới lãnh đạo Pháp có nguy cơ đẩy Pháp vào một cuộc chiến với Nga. Đảng RN cũng đã thúc đẩy đối thoại với Nga về những lợi ích chung quan trọng. Tuy nhiên, lãnh đạo hiện tại của đảng RN là ông Jordan Bardella đã thể hiện lập trường nhẹ nhàng hơn đối với NATO. Hồi tuần trước, ông Bardella cho hay sẽ không có chuyện rời khỏi Bộ Chỉ huy Quân sự của NATO trong khi xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Thưa quý vị, Tòa án tối cao Mỹ đầu tuần này đã ra một phán quyết có thể thay đổi mọi thứ đối với cựu Tổng thống Donald Trump, người đang chạy đua vào Nhà Trắng lần 3 và phải đối mặt với 4 vụ truy tố khác nhau. Tháng 8 năm 2023, các công tố viên liên bang đã buộc tội ông Trump phạm phải 4 trọng tội liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống vào năm 2020.
bản cáo trạng cáo buộc cựu Tổng thống đã tìm cách lan truyền những điều sai sự thật về việc xảy ra gian lận tràn lan trong quá trình bỏ phiếu và những nỗ lực sử dụng hệ thống pháp luật để lật ngược kết quả bầu cử không thành công. Ngay từ đầu, ông Trump đã cố gắng khắc họa việc bị truy tố là không công bằng và mang động cơ chính trị. Ông cũng nỗ lực trì hoãn phiên tòa cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 năm nay. Ngoài ra, ông Trump còn tìm mọi cách để chống lại các cơ sở của việc bị truy tố, lập luận rằng các tổng thống được miễn trách nhiệm hình sự đối với các hành động công vụ trong lúc đương chức. Hôm 1 tháng 7 vừa qua, các thẩm phán của Tòa án Tối cao Mỹ đã ra kết luận rằng ông Trump được hưởng quyền miễn trừ truy tố với các hành động công vụ trong nhiệm kỳ tổng thống, nhưng không được hưởng đặc quyền này với những hành động mang tư cách cá nhân. Trong văn bản nêu quan điểm dài 43 trang, do chánh án Tòa án Tối cao John Roberts soạn thảo, tòa phán quyết rằng các tổng thống được hưởng quyền miễn trừ truy tố tuyệt đối với các hành động nằm trong phạm vi quyền lực được hiến pháp quy định lúc đương chức. Theo báo Guardian, phán quyết trên đồng nghĩa các cáo buộc liên quan đến những tương tác giữa ông Trump với các quan chức trong Bộ Tư pháp Mỹ nhằm theo đuổi các cuộc điều tra về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 sẽ không bị đưa ra xét xử. Tương tự, việc ông Trump đe dọa sa thải quyền Bộ trưởng Tư pháp Jeffrey Rosen nếu quan chức này không tuân thủ kế hoạch sau bầu cử của Tổng thống sắp mãn nhiệm lúc đó, sẽ không được tòa chấp nhận là bằng chứng cho hành vi sai trái. Phán quyết nêu rõ, động thái của ông Trump phản ánh các quyền mang tính quyết định và loại trừ của Tổng thống và ông hoàn toàn được miễn truy tố vì hành vi bị cáo buộc liên quan đến các cuộc thảo luận giữa ông với các quan chức Bộ Tư pháp. Phán quyết mới của Tòa án Tối cao Mỹ nhấn mạnh, mặc dù Tổng thống được miễn trừ truy tố tuyệt đối khi thực thi các quyền cốt lõi theo hiến pháp, nhưng đặc quyền này chỉ áp dụng với các hành động công vụ trong thời gian nắm quyền và không áp dụng với những việc làm với tư cách cá nhân. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao đã từ chối xác định liệu các hành động khác như nỗ lực của ông Trump nhằm thuyết phục các quan chức tiểu bang đảo ngược kết quả bầu cử hay việc ông dính líu đến âm mưu đệ trình danh sách đại cử tri giả từ các bang chiến địa có bị truy tố hay không. Phán quyết mới cũng để ngỏ câu hỏi liệu ông Trump có thể bị truy tố vì nỗ lực gây sức ép buộc cựu phó tổng thống Mike Pence ngừng chứng thực kết quả bầu cử năm 2020 hay không. Thẩm phán Tanya Chutkan, người giám sát vụ án, sẽ có quyền diễn giải các bằng chứng và ông Trump có thể kháng cáo lên tòa án tối cao. Giới quan sát nhận định, với phán quyết đưa ra hôm 1 tháng 7, Tòa án Tối cao đã mang tới cho ông Trump tấm khiên chắn mạnh mẽ về trách nhiệm giải trình cũng như đảm bảo cho ông sự bảo vệ pháp lý rộng rãi với cương vị lãnh đạo Nhà Trắng nếu ông chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới đây. Trước mắt, phán quyết cũng khiến các tòa án cấp dưới phải trì hoãn phiên tòa xét xử các cáo buộc chống ông Trump để xem xét lại căn cứ truy tố. Đây chính là một trong những mục tiêu lâu nay của cựu Tổng thống. Thẩm phán John McCann ở New York hôm 2 tháng 7 đã quyết định hoãn việc tuyên án ông Trump đến ngày 18 tháng 9 sau khi bồi thẩm đoàn tại bang này kết tội cựu Tổng thống làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền che giấu mối quan hệ với ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels. Trong khi đó, vụ án cấp liên bang ở Washington liên quan các cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả tổng tuyển cử năm 2020 cũng bị hoãn xét xử. Điều này có thể trì hoãn mọi phán quyết cho đến sau ngày tổng tuyển cử, mùng 5 tháng 11. Thưa quý vị, ngày càng nhiều đảng viên dân chủ đắc cử được cho là đang hoảng loạn sau màn tranh luận không thành công của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tổng thống Mỹ Joe Biden và chiến dịch tranh cử của ông chỉ còn vài ngày nữa để chứng minh chính trị gia đã 81 tuổi này đủ năng lực để tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa, một nhà tài trợ lớn của đảng dân chủ cho biết. Charles Myers, chủ tịch của Signum Global Advisors, tin rằng màn tranh luận thảm hại của ông Biden với ông Donald Trump đã thay đổi cuộc đua một cách cơ bản và gây ra sự hoảng loạn không chỉ trong số những nhà tài trợ của Đảng Dân Chủ mà cả những người đang nắm giữ chức vụ. Ông Myers nói với Bloomberg Surveillance ngày 3 tháng 7 rằng các đảng viên Đảng Dân Chủ tại Hạ viện và Thượng viện lo ngại rằng thành tích yếu kém của Tổng thống Mỹ sẽ làm giảm các chiến dịch của họ và những nhân vật nổi tiếng dự kiến sẽ công khai kêu gọi ông Biden từ chức để ủng hộ một ứng cử viên khác. Ông cho biết, tôi thực sự nghe thấy áp lực lớn nhất và sự hoảng loạn lớn hơn nhiều từ những thành viên Đảng Dân Chủ được bầu so với những nhà tài trợ. Một báo cáo riêng của Bloomberg cho rằng hàng chục đảng viên Dân Chủ tại Quốc hội đang cân nhắc ký một bức thư ngỏ gửi tới ông Biden nhằm thúc giục ông đình chỉ chiến dịch của mình. Báo cáo không nêu tên những người được cho là đang cân nhắc động thái như vậy, nhưng đã ghi nhận thông tin này từ một quan chức cấp cao của đảng giấu tên.
chiến dịch của ông Joe Biden chỉ còn có vài ngày để chứng minh rằng Tổng thống Biden có thể hoàn thành nhiệm vụ trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về tình trạng thể chất lẫn tinh thần của ông. Ông Mayer tuyên bố, tôi nghĩ chúng ta sẽ biết được trong 4 đến 5 ngày tới liệu Tổng thống Biden có còn trong cuộc đua hay không. Tôi không nghĩ ông ấy có đến 3 tuần. Vào ngày 3 tháng 7, ông Biden cho biết ông đã sẵn sàng tiếp tục chiến dịch tái tranh cử của mình cho đến cùng, bác bỏ mọi khả năng hủy bỏ chiến dịch. Ông Biden nói trong cuộc gọi với các nhân viên chiến dịch của mình, tôi xin nói rõ ràng nhất có thể, đơn giản và thẳng thắn nhất có thể. Tôi đang chạy, không ai đẩy tôi ra, tôi sẽ không rời đi. Tôi sẽ tham gia cuộc đua này cho đến cùng và chúng ta sẽ chiến thắng. Nhà Trắng cũng bác bỏ tin đồn về khả năng ông Biden rút lui khi người phát ngôn Karine Jean-Pierre nói rằng Tổng thống Mỹ vẫn tỉnh táo và ông ấy sẽ tiếp tục cuộc đua. Thưa quý vị, cựu nhà phân tích của CIA Larry Johnson mới đây cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Stephen Gardner trên kênh YouTube rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang rất sợ hãi trước những tổn thất nặng nề của lực lượng vũ trang Ukraine và sự tăng cường tấn công dồn dập của Nga. Trong tuần trước, khi đến hội nghị thượng đỉnh EU ở Bruxelles, ông Zelensky nói rằng ông không muốn xung đột kéo dài do quân đội Ukraine đã bị tổn thất nặng nề. Cựu chuyên gia phân tích của CIA Larry Johnson cho biết, ông ấy sợ hãi, lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức và cuộc xung đột này bắt đầu, ông Zelensky thừa nhận rằng có rất nhiều người chết và bị thương. Nhà phân tích kể lại rằng, cho đến gần đây, bộ máy tuyên truyền của Ukraine đã phát tán những điều vô nghĩa rằng lực lượng vũ trang Ukraine chỉ tổn thất 30.000 binh sĩ. Chuyên gia Larry Johnson lưu ý, không, mọi thứ còn tồi tệ hơn rất nhiều. Ông Johnson nói thêm rằng, cuộc tấn công của Nga đang tăng cường dọc theo toàn bộ chiến tuyến và lực lượng vũ trang Ukraine không thể đối phó với điều này. Nhà phân tích kết luận, đây là một lý do khác khiến cho bạn thấy ông Zelensky sợ hãi như thế này. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 đã nói về các điều kiện đàm phán về Ukraine rằng, lực lượng vũ trang Ukraine phải rút khỏi toàn bộ lãnh thổ các khu vực mới của Nga, trong khi Kiev phải từ bỏ ý định gia nhập NATO. Tổng thống Putin lưu ý, ngay sau khi Ukraine bày tỏ sẵn sàng đồng ý với các điều kiện này, đồng thời thông báo chính thức về việc từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, phía Nga sẽ ngay lập tức ra lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán. Ông Putin nói thêm rằng, để giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình, Nga cần có một quy chế trung lập, không liên kết và không có hạt nhân cho Ukraine. Thưa quý vị, phương Tây đã cam kết hỗ trợ cho Ukraine nhiều vũ khí quan trọng, nhưng các trang thiết bị này mất quá nhiều thời gian để tới tiền tuyến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thậm chí cho rằng đây chính là bi kịch lớn nhất của cuộc xung đột này khi giữa quyết định và thực tế, chúng tôi phải chờ đợi rất lâu. Theo các chuyên gia quân sự, Ukraine đang thành lập một số lữ đoàn mới nhưng không thể trang bị vũ khí cho tất cả lữ đoàn này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Economist hồi tháng 5, Trung tướng Oleksandr Pavlyuk, chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine cho biết Kiev đang lên kế hoạch thành lập ít nhất 10 lữ đoàn mới để chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công của Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Washington đánh giá, Ukraine đang giải quyết những thách thức về nhân lực và thành lập một vài lữ đoàn mới, nhưng các đợt vận chuyển vũ khí bị trì hoãn và không đủ số lượng từ phương Tây có thể ngăn cản Ukraine trang bị cho tất cả lữ đoàn mới này. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, sự hỗ trợ an ninh kịp thời và phù hợp của phương Tây tiếp tục là yếu tố quyết định quan trọng về thời điểm và quy mô mà lực lượng Ukraine có thể giành thế chủ động trên chiến trường cũng như tiến hành các hoạt động phản công quan trọng trong tương lai. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đưa ra đánh giá tương tự trong cuộc trả lời phỏng vấn với Bloomberg ngày 3 tháng 7. Ông nói với hãng tin này rằng lực lượng Ukraine đang có nhân lực tốt hơn vài tháng trước, nhưng họ vẫn thiếu các trang thiết bị cần thiết. Theo Tổng thống Zelensky, một vấn đề có thể giải quyết nếu người ta có ý chí và công cụ. Chúng tôi có ý chí, nhưng công cụ thì chưa đến. Mỹ đã thông qua gói hỗ trợ quân sự trị giá gần 61 tỷ đô la dành cho Ukraine hồi tháng 4 năm 2024 sau nhiều tháng trì hoãn do sự phản đối của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, các trang thiết bị này mất quá nhiều thời gian để tới tiền tuyến. Ông Zelensky nói với hãng tin Bloomberg, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng đây là bi kịch lớn nhất của cuộc xung đột này. Khi giữa quyết định và thực tế, chúng tôi phải chờ đợi rất lâu.
chỉ huy lữ đoàn cơ giới độc lập số 24 của Ukraine, hoạt động gần thành phố chiến lược Chasovia, cũng đưa ra quan điểm tương tự khi nói rằng các đơn vị của Ukraine cần thêm vũ khí để bảo vệ thành phố. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine đối mặt với sự chậm trễ trong việc có được vũ khí cần thiết để chiến đấu. Một báo cáo do Viện Kinh tế Thế giới Kiel biên soạn cho thấy, chỉ một nửa số vũ khí hạng nặng mà các đối tác của Ukraine cam kết đã thực sự được chuyển giao. Mikhail Polodyak, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Zelensky trong năm ngoái tiết lộ, những nỗ lực quân sự của Ukraine nhằm đối phó với Nga đã chậm tiến độ từ 6 đến 9 tháng do sự chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí từ phương Tây vào mùa thu năm 2022. Vào tháng 5 năm 2024, Tổng thống Zelensky nói với hãng tin Reuters rằng phương Tây luôn cung cấp vũ khí muộn một năm so với thời điểm mà Ukraine cần. Một sĩ quan giấu tên thậm chí còn nói với tờ Politico vào tháng 4 rằng sự chậm trễ liên tục khiến cho vũ khí của phương Tây không còn phù hợp khi chúng được đưa tới chiến trường. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Ukraine không có thời gian và sự linh hoạt để chờ đợi nguồn cung từ phương Tây nhằm trang bị cho các đơn vị mới. Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định, Ukraine càng phải chờ đợi lâu để trang bị và triển khai cho các lữ đoàn mới, thì Nga lại càng có thêm nhiều cơ hội để làm gián đoạn những nỗ lực của Kiev nhằm tập trung sức mạnh chiến đấu cho các hoạt động phản công trong tương lai. Thưa quý vị, Nga đang đẩy mạnh tập kích hàng loạt căn cứ không quân của Ukraine, phá hủy hoặc làm hư hại nhiều máy bay chiến đấu quan trọng của nước này như Su-27. Nắm rõ điểm yếu của đối phương, Nga đang quyết tâm tiêu diệt sạch những chiếc tiêm kích F-16 mà Ukraine sắp nhận được từ phương Tây. Sau loạt tổn thất lớn của không quân Ukraine gần đây do các đòn tập kích của Nga, một nghị sĩ Ukraine bày tỏ quan ngại về tương lai các máy bay tiêm kích F-16 sắp được phương Tây chuyển giao cho Ukraine. Vị này lo lắng rằng những chiếc F-16 đó sẽ gặp số phận tương tự như nhóm máy bay Su-27 của Ukraine vừa bị Nga tập kích phá hủy tại sân bay Mykolaiv. Vào ngày 1 tháng 7, một máy bay không người lái UAV của Nga đã nhận diện được 6 máy bay tiêm kích Su-27 đậu lộ thiên trên sân của căn cứ không quân Mykolaiv, nơi đóng quân của Lữ đoàn Hàng không Chiến thuật 831 của Ukraine. Căn cứ này nằm ở miền trung Ukraine, cách biên giới với Nga khoảng 150 km về phía tây nam. Chớp lấy cơ hội, Nga đã phóng một quả tên lửa đạn đạo Iskander, phá hủy 2 trong số những máy bay tiêm kích siêu thanh có giá trị cao và làm hư hại 4 chiếc còn lại. Ngày xảy ra vụ tấn công này có thể xem là một trong những ngày tổn thất lớn nhất của không quân Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Phát ngôn viên của không quân Ukraine, đại tá Yuri Inat đã xác nhận vụ tấn công này. Các kênh Telegram của Nga và Ukraine cũng đưa tin rộng rãi về vụ tập kích. Kênh Telegram Raiba của Nga cho biết vụ tấn công này sử dụng đạn chùm khiến 2 máy bay bị phá hủy và 4 chiếc còn lại cũng đồng thời bị hư hỏng. Raiba ăn mừng vụ tấn công, tuyên bố, kết quả là chỉ bằng một đòn tấn công, quân đội Nga đã vô hiệu hóa 6 máy bay chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine. Đây là kết quả tốt nhất kể từ khi bắt đầu quân khu phương Bắc. Kênh này bổ sung rằng, đội hình Ukraine cũng hứng chịu tổn thất về nhân sự bay và nhân sự kỹ thuật, dựa trên những nguồn tin từ đối phương. Ngay ngày hôm sau, ngày 2 tháng 7, một UAV của Nga đã thực hiện trinh sát phía trên căn cứ không quân Ukraine ở Poltava, nằm sát Mykolaiv về phía đông và cách biên giới 160 km. Vào thời điểm vài tiếng đồng hồ sau khi dùng UAV trên để trinh sát, Nga đã phóng một tên lửa Iskander, làm hư hại một máy bay trực thăng tấn công Mi-24 của Nga. Kể từ mùa thu năm 2023, Nga đã gia tăng tập kích các căn cứ của Ukraine, dẫn tới tổn thất đáng kể cho không quân nước này. Những cuộc tấn công này cho tới nay đã phá hủy 3 máy bay tiêm kích Su-27, 2 tiêm kích MiG-29, 1 cường kích Su-25 và có thể là cả một trực thăng Mi-24. Tần suất tấn công gia tăng cũng như thành công của những trận tập kích này làm nổi rõ một vấn đề then chốt. Ukraine đang thiếu phòng không hiệu quả. Các căn cứ của họ dễ bị tổn thương trước các cuộc tập kích của Nga bằng UAV và tên lửa. Theo một ghi chép của Ukraine, một UAV Nga bay lơ lửng trong gần 3 tiếng đồng hồ tại căn cứ không quân Mykolaiv để thu thập thông tin tình báo trước khi dẫn đường cho một cuộc tập kích bằng tên lửa Iskander. Kênh Telegram của Lữ đoàn xung kích Sofa bày tỏ tức giận và nản chí trước việc UAV của Nga lại có thể hiện diện trong thời gian kéo dài đến như vậy. Vẫn kênh Telegram trên cho biết, một UAV Olan 10 lơ lửng trên thành phố Mykolaiv ở độ cao khoảng 5 km, chỉ thị mục tiêu cho những đòn tập kích tên lửa ngay sau đó.
Thưa quý vị, ngày 4 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã sẵn sàng bắt đầu sản xuất các tên lửa tầm trung và tầm ngắn, vốn bị cấm theo một hiệp ước với Mỹ mà hiện không còn hiệu lực. Theo đài RT, Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung INF có từ thời Chiến tranh Lạnh đã cấm các hệ thống này, nhưng Mỹ đã rút khỏi hiệp ước này vào năm 2019. Nga quyết định vẫn tuân thủ lệnh cấm, miễn là Mỹ cũng tuân thủ. Tại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO tại Astana, Kazakhstan, ông Putin tuyên bố, như tôi đã nói, liên quan đến việc Mỹ rút khỏi hiệp ước này và thông báo rằng họ đang bắt đầu sản xuất tên lửa, chúng tôi cũng cho rằng mình có quyền bắt đầu nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong tương lai. Chúng tôi đang tiến hành hoạt động nghiên cứu và phát triển, sẵn sàng bắt đầu sản xuất. Về nguyên tắc, chúng tôi đã đưa ra các hướng dẫn liên quan. Tuần trước trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia ở Moscow, ông Putin cũng đề cập đến khả năng Nga có thể tiếp tục sản xuất các hệ thống tên lửa bị cấm trước đây với lý do Mỹ có các hành động thù địch. Khi đó, ông Putin phát biểu, bây giờ chúng ta biết rằng Mỹ không chỉ sản xuất những hệ thống tên lửa này mà còn đưa chúng đến châu Âu, Đan Mạch để sử dụng trong các cuộc tập trận. Cách đây không lâu, có thông tin cho rằng các hệ thống này đang ở Philippines. Theo ông Putin, các động thái của Mỹ khiến Nga không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc khôi phục các chương trình tên lửa tầm trung và tầm ngắn, đồng thời khẳng định sẽ triển khai các chương trình này dựa trên tình hình thực tế nếu cần thiết. Hiệp ước INF năm 1987 đã cấm cả Mỹ và Liên Xô sản xuất và triển khai tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình trên mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km. Hiệp ước này không cấm các hệ thống tên lửa trên không hoặc trên biển có cùng tầm bắn. Hiệp ước này giúp giảm bớt căng thẳng về vấn đề triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu. Sau này, Nga tiếp tục tuân thủ hiệp ước, nhưng bày tỏ lo ngại rằng các cơ sở phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Đông Âu đã vi phạm hiệp ước nói trên vì các bệ phóng ở các cơ sở này cũng có khả năng triển khai tên lửa tấn công mặt đất. Năm 2019, Mỹ đã rút khỏi hiệp ước INF vì cho rằng Nga đã vi phạm hiệp ước. Trước đó vào tháng 10 năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump đã cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước INF khi chế tạo tên lửa Novator 9M729. Đến tháng 12 năm 2018, Mỹ tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp ước này nếu Nga không tuân thủ trở lại thỏa thuận trong vòng 60 ngày, tức thời hạn chót là ngày 2 tháng 2 năm 2019. Tuy nhiên, Nga tuyên bố không tiêu hủy Novator 9M729, đồng thời khẳng định loại tên lửa này không vi phạm INF. Theo Nga, Mỹ chỉ dựng cớ để rút khỏi hiệp ước để có thể tự do phát triển những loại tên lửa mới. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Mỹ rút khỏi INF sẽ đe dọa số phận của hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược START-3, văn kiện cuối cùng trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí. Nhiều nước đồng minh của Mỹ ở châu Âu cũng phản đối việc Mỹ rút khỏi INF do lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký phê chuẩn dự luật đình chỉ hiệp ước INF. Nga tuyên bố sẽ triển khai các biện pháp quân sự đáp trả những mối đe dọa từ NATO liên quan đến việc Moscow đình chỉ thực thi INF. Thưa quý vị, tờ The Hill dẫn lời Thống đốc bang Minnesota Tim Walz phát biểu bên ngoài Nhà Trắng nhấn mạnh con đường dẫn đến chiến thắng vào tháng 11 là ưu tiên số 1. Trả lời câu hỏi của phóng viên rằng liệu Tổng thống Mỹ Joe Biden có đủ sức khỏe để đảm nhiệm chức vụ hay không, ông Tim Walz khẳng định rằng có, đồng thời thừa nhận cuộc tranh luận của ông Biden với cựu Tổng thống Donald Trump hôm 27 tháng 6 là một màn trình diễn tệ hại. Trong khi đó, Thống đốc bang Maryland Westmore, ngôi sao đang lên trong Đảng Dân Chủ và là ứng viên tiềm năng thay thế ông Biden, đã gọi cuộc gặp với ông Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris là trung thực và thẳng thắn. Theo ông Moore, lãnh đạo các bang tham gia cuộc họp đã nói rõ với Tổng thống về những lo ngại của họ và những quan ngại của cử tri, trong khi người đồng cấp bang New York Kathy Hochul cho biết các thống đốc đã cam kết sẽ ủng hộ ông Biden. Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer trực tiếp tham dự cuộc họp đã chia sẻ quan điểm trong bài đăng trên mạng xã hội X. Ông Joe Biden là ứng cử viên của chúng tôi. Ông ấy sẽ giành chiến thắng và tôi ủng hộ ông ấy. Cuộc họp với các thống đốc bang là một phần trong nỗ lực của Nhà Trắng và Tổng thống Biden nhằm cố gắng ngăn chặn tình trạng mất ổn định trong nội bộ Đảng Dân Chủ cũng như của các cử tri sau màn tranh luận tồi tệ của ông. Một nguồn thợ tin cho biết, Tổng thống Biden mở đầu cuộc họp bằng tuyên bố không ai đẩy ông ra khỏi cuộc bầu cử và ông tham gia để giành chiến thắng. Nguồn tin nhận định, ông Biden có thần thái và nói năng tốt hơn so với sự kiện gần đây. Trong khi đó, theo một bức thư điện tử gửi đến các thành viên của chiến dịch tranh cử, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định ông sẽ không từ bỏ, nêu rõ cam kết tham gia cuộc đua này đến cùng với niềm tin rằng Đảng Dân Chủ sẽ giành chiến thắng nhờ tinh thần đoàn kết.
Cùng ngày, khi được hỏi liệu Tổng thống Biden có cân nhắc rút khỏi cuộc đua hay không, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre khẳng định hoàn toàn không có khả năng này. Thưa quý vị, ba nghị sĩ của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ cho biết họ bị ngợp bởi hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi khi đảng này đang tìm cách giảm bớt hậu quả từ cuộc tranh luận thảm hại của Tổng thống Mỹ Joe Biden và xác định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Các nghị sĩ giấu tên mô tả tâm trạng sốt ruột trong cuộc họp kín của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện. Trong đó, Tổng thống Biden thừa nhận, giai đoạn tiếp theo rất quan trọng đối với chiến dịch tranh cử khi ông phải đối mặt với ngày càng nhiều lời kêu gọi từ bỏ cuộc đua. Một thành viên Đảng Dân Chủ tại Hạ viện nói trong chương trình The Lead của CNN, điện thoại không ngừng đổ chuông, ai cũng nói về chuyện đó, nhắc đến các cuộc thăm dò cho thấy mức độ tín nhiệm của ông Biden ngày càng sụt giảm và nỗi lo việc ông Biden đại diện cho đảng có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đua nhằm giúp Đảng Dân Chủ giành lại Hạ viện. Một thành viên khác của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện cho biết, một trong những câu trả lời của ông Biden trong cuộc tranh luận với đối thủ Donald Trump hôm 27 tháng 6 kết thúc bằng sự im lặng bối rối đã gây thất vọng nghiêm trọng. Nghị sĩ thứ ba của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện cho biết, nhiều người trong đảng tin lời khẳng định của Nhà Trắng và nhóm hỗ trợ tranh cử rằng Tổng thống Biden vẫn khỏe mạnh cho đến khi họ theo dõi cuộc tranh luận này. Thành viên đầu tiên cho biết, Đảng Dân Chủ đang bị chia rẽ giữa việc tiếp tục ủng hộ ông Biden hay đưa Phó Tổng thống Kamala Harris lên làm ứng cử viên của đảng. Có vẻ những người có quan hệ thân thiết với ông Biden đều muốn tiếp tục ủng hộ ông. Một số nguồn tin cho biết bà Kamala Harris có phải là lựa chọn tốt nhất của đảng hay không vẫn còn là một câu hỏi. Vị nghị sĩ này nói, tôi chỉ muốn đánh bại ông Trump và tôi không nghĩ Tổng thống Joe Biden có thể làm được điều này. Nghị sĩ bang Washington Mary Glusenka Perez nói rằng bà tin Tổng thống Biden sẽ thua nhưng không kêu gọi ông bỏ cuộc. Khi được hỏi liệu ông Biden có nên tiếp tục tham gia vào cuộc đua hay không, bà Glusenka Perez nói, khoảng 50 triệu người dân Mỹ đã theo dõi cuộc tranh luận đó. Tôi là một trong số họ và đã có khoảng 5 phút vô cùng đau đớn. Tất cả chúng ta đều đã thấy những gì mà chúng ta đã thấy. Bạn không thể xóa bỏ điều đó. Và sự thật, tôi nghĩ ông Biden sẽ thua ông Trump. Tôi biết điều đó thật khó khăn, nhưng tôi nghĩ cuộc tranh luận đó đã gây thiệt hại. Khi được hỏi về những lo ngại của Đảng Dân Chủ, bà Lauren Hitt, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết, Tổng thống đã nói chuyện riêng với nhiều quan chức trong Quốc hội và các bang chiến trường kể từ sau cuộc tranh luận đó. Hạ nghị sĩ Susan Delbene, một thành viên của Đảng Dân Chủ ở bang Washington, chủ tịch Ủy ban Chiến dịch Quốc hội của Đảng Dân Chủ, vẫn nhấn mạnh sự ủng hộ của bà dành cho Tổng thống Biden. Sự rủi ro mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc bầu cử này là cực kỳ cao, điều đó không thay đổi sau tuần trước. Sự lựa chọn vào tháng 11 này rất rõ ràng. Đảng Dân Chủ muốn quản trị có trách nhiệm so với Đảng Cộng Hòa cực đoan, bị ám ảnh bởi việc giảm thuế cho các tỷ phú, hạn chế quyền tự do sinh sản và bảo vệ các cuộc tấn công của ông Trump nhằm vào nền dân chủ của chúng ta. Thưa quý vị, ông Biden đã có màn trình diễn thiếu thuyết phục trong cuộc tranh luận với người tiền nhiệm Donald Trump vào tối ngày 27 tháng 6 vừa qua. Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đang nghiêm túc xem xét về việc liệu có thể vực dậy sau màn tranh luận có phần yếu thế hơn so với đối thủ Donald Trump. Tờ New York Times tiết lộ vào ngày 3 tháng 7 dẫn lời một quan chức thân cận. Trong cuộc tranh tài do đài CNN tổ chức vào tuần trước, ông Joe Biden đã gặp khó khăn trước ông Trump dù thời điểm diễn ra cuộc tranh luận được cho là có lợi hơn cho vị đương kim tổng thống. Quan chức thân cận với ông Biden cho biết, ông ấy nhận thức được rằng nếu màn trình diễn tồi tệ vừa qua tiếp tục tái diễn, mọi thứ khó có thể được cứu vãn. Người này nói thêm rằng, người đứng đầu Nhà Trắng hiểu rõ được việc phải cố gắng hơn nữa để cải thiện tình hình. Vào ngày 5 tháng 7, ông Joe Biden sẽ trả lời phỏng vấn từ George Stephanopoulos của đài ABC và sau đó sẽ tham gia vào các sự kiện tranh cử ở Pennsylvania và Wisconsin. Nhà Trắng và các quan chức phục vụ ông Biden đã đưa ra nhiều lý do để bào chữa cho màn trình diễn không mấy thuyết phục của Tổng thống. Trong khi đó, một cuộc thăm dò của CBS News vào ngày 3 tháng 7 cho thấy, ông Trump đang dẫn trước ông Biden 2 điểm trên toàn quốc và 3 điểm ở các bang trọng điểm. Tờ New York Times cho biết, sau màn trình diễn đáng thất vọng, nhiều người yêu cầu ông Biden nhường chỗ cho các ứng cử viên khác của Đảng Dân Chủ khi cho rằng Tổng thống Mỹ không có đủ khả năng để đánh bại ông Trump. Tuy nhiên, một số quan chức thân cận khác của ông Biden nhấn mạnh quan điểm của Tổng thống rằng màn tranh luận vừa qua chỉ là một tai nạn. Vào tháng trước, các phương tiện truyền thông đã đưa ra những thông điệp đáng lo ngại rằng ông Biden không còn đủ sức khỏe để lãnh đạo nước Mỹ trong những năm tới.
Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ đã không tìm ra ứng cử viên phù hợp để thay thế Tổng thống đương nhiệm tham gia vào cuộc tranh cử Tổng thống. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3 tháng 7 khẳng định ông vẫn là ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ và cam kết sẽ tiếp tục tranh cử bất chấp sức ép từ Đảng Cộng Hòa và giới truyền thông muốn ông từ bỏ. Theo đài CNN, trong một bức thư mới nhất gửi tới các nhà gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của bộ đôi Biden-Harris, Tổng thống Biden khẳng định ông vẫn là ứng viên của Đảng Dân Chủ và không ai có thể đẩy ông ra khỏi cuộc đua. Ông cam kết sẽ ở lại cuộc đua cho tới cuối cùng và cùng nhau giành chiến thắng. Cùng ngày, trong cuộc họp báo với các phóng viên, khi được hỏi liệu Tổng thống Biden có cân nhắc việc dừng tranh cử, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre khẳng định tuyệt đối không. Sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris tại Nhà Trắng vào ngày 3 tháng 7, một số thống đốc Đảng Dân Chủ đã lên tiếng ủng hộ ông Biden. Thống đốc Tim Wall của bang Minnesota cho biết, ông tin rằng Tổng thống Biden hoàn toàn phù hợp với chức vụ, trong khi Thống đốc Westmore của bang Maryland thể hiện sự trung thành tuyệt đối. Cuối tuần trước, chiến dịch tái tranh cử của ông Biden đã huy động được 33 triệu đô la Mỹ kể từ sau cuộc tranh luận, bất chấp những lo ngại của một số nhà tài trợ quyền lực. Trong một bức email của đội ngũ tranh cử của Tổng thống Biden, họ khẳng định ông Biden sẽ không rút lui. Bức thư viết, ông Biden sẽ trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, chấm dứt câu chuyện. Nếu ông bỏ ngang, điều đó sẽ dẫn đến nhiều tuần hỗn loạn, tranh giành nội bộ và một loạt ứng cử viên khập khiễng lao vào một cuộc chiến khốc liệt trên sàn Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ, trong khi ông Donald Trump có thời gian để nói chuyện với cử tri Mỹ mà không lo bị cạnh tranh. Trước đó, sau vòng tranh luận Tổng thống đầu tiên với đối thủ Donald Trump, nhiều tờ báo đã đồng loạt đăng những bài viết mang theo thông điệp chung là kêu gọi Tổng thống Biden từ bỏ nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ 2. Trên một bài viết có tiêu đề, liệu Đảng Dân Chủ có thể thay thế ứng viên Biden, đăng tải ngày 28 tháng 6, tạp chí Phố Wall nhận định Đảng Dân Chủ nên cân nhắc việc thay thế ứng viên Tổng thống. Cùng ngày, tờ New York Times cho rằng ông Biden nên từ bỏ cuộc đua thì mới đúng nghĩa là phục vụ đất nước. Nhà lập pháp bang Texas Lloyd Doggett là nghị sĩ Đảng Dân Chủ đầu tiên kêu gọi Tổng thống Biden dừng tranh cử. Ông này chỉ ra rằng Tổng thống Biden nên làm theo gương cựu Tổng thống Lyndon Johnson cũng đã từng đưa ra quyết định tương tự trước đây. Trong vòng tranh luận vào tuần trước, Tổng thống Biden đã có màn thể hiện kém thuyết phục và gây thất vọng với người ủng hộ. Phần tranh luận của Tổng thống đương nhiệm có phần ngập ngừng, cộng thêm sự bất lợi về tuổi tác đã tạo cơ hội cho Đảng Cộng Hòa chỉ trích và thậm chí còn đòi bãi nhiệm ông. Thưa quý vị, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác trên mọi mặt, bao gồm cả những lĩnh vực nhạy cảm. Theo hãng thông tấn TASS, trong ngày 3 tháng 7, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tiết lộ về một số nội dung thảo luận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi hai nhà lãnh đạo cùng tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO ở Kazakhstan. Ông Peskov nói, Tổng thống Putin và ông Tập Cận Bình sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác thương mại giữa hai nước. Ngoài ra, Nga và Trung Quốc cũng duy trì hợp tác trên mọi mặt, bao gồm cả những lĩnh vực nhạy cảm. Chúng tôi luôn duy trì đối thoại để giải quyết những điểm khác biệt. Khi được hỏi về thông tin cho rằng Nga và Trung Quốc đang hợp tác phát triển UAV quân sự, quan chức Điện Kremlin đáp, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nghe được những câu chuyện kiểu này, chúng tôi không bận tâm đến chúng. Trong ngày 2 tháng 7, Tổng thống Nga Putin đã tới thủ đô Astana của Kazakhstan và sẽ tham dự hội nghị SCO lần thứ 24 tại đây. Các trợ lý của ông Putin tiết lộ, chủ nhân Điện Kremlin sẽ tổ chức các cuộc gặp song phương bên lề hội nghị. Nguồn tin của TASS cho biết, Moscow coi hội nghị SCO là cơ hội để tổ chức các cuộc gặp cấp cao với lãnh đạo các nước tham dự. Dự kiến, Tổng thống Nga Putin sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Kazakhstan Kasym Jomart Tokayev và Tổng thống Mông Cổ Unagin Kurensuk. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3 tháng 7 tuyên bố quan hệ Nga-Trung Quốc đang bước vào thời kỳ hoàng kim. Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động, quan hệ giữa hai quốc gia vẫn tiếp tục được tăng cường. Tuyên bố được người đứng đầu nước Nga đưa ra tại cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO tại Kazakhstan. Theo Tổng thống Putin, mối quan hệ ngày càng được tăng cường giữa Nga và Trung Quốc, không nhằm chống lại bất kỳ ai hay bất kỳ quốc gia nào.
ông Putin nói. Có nhiều lý do để nói rằng quan hệ đối tác toàn diện và tương tác chiến lược Nga-Trung đang trải qua giai đoạn tốt nhất trong lịch sử. Chúng được xây dựng trên các nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và tôn trọng chủ quyền của nhau. Sự hợp tác của chúng tôi không nhằm chống lại bất kỳ ai. Chúng tôi không tạo ra bất kỳ khối hay liên minh nào. Chúng tôi chỉ hành động vì lợi ích của nhân dân hai nước. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng chia sẻ quan điểm này khi nhấn mạnh, trước tình hình quốc tế và môi trường bên ngoài không hề đơn giản, chúng ta cần duy trì cam kết về tình hữu nghị bền vững, nỗ lực hết mình vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, tăng cường các giá trị độc đáo trong quan hệ Trung-Nga, vun đắp động lực hợp tác mới và nỗ lực không ngừng để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của hai nước, cũng như các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. Đây là lần thứ hai Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau trong vòng chưa đầy 2 tháng qua. Trước đó, Tổng thống Putin đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc trong 2 ngày 16 và 17 tháng 5 vừa qua, với các cuộc đàm phán quan trọng được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh. Thưa quý vị, Nga mới đây cho biết lực lượng của họ đã chiếm được một quận ở thị trấn trên đỉnh đồi quan trọng Chasovia gần Bakhmut ở miền đông Ukraine, nơi Moscow đã dốc sức tấn công trong nhiều tháng. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga hôm 3 tháng 7 cho biết quân đội nước này đã giải phóng quận Novi ở thị trấn Chasovia, nhưng không rõ liệu họ đã vượt qua kênh đào chiến lược chạy qua phía đông của thị trấn này hay không. Việc chiếm được Chasovia, một trung tâm quân sự quan trọng, từng là nơi sinh sống của khoảng 12.000 người, sẽ mở đường cho Nga tiến quân tới các pháo đài cuối cùng do Ukraine kiểm soát ở khu vực Donetsk. Việc Nga chiếm được quận Novi cũng được bloc quân sự Deep State có liên kết với quân đội Ukraine đưa tin xác nhận. Deep State cho biết khu vực này đã bị săn phẳng bởi các cuộc ném bom của Nga và việc rút lui là một quyết định hợp lý nhưng đầy khó khăn của lực lượng Ukraine. Hiện chưa có phản hồi ngay lập tức từ các quan chức ở Kiev. Phóng viên nước ngoài của CBS News Charlie de Agata đã đến Chasovia vào tháng 2, lần thứ hai trong vòng vài tháng. Khi đó, ông thấy nơi này đã bị tàn phá bởi hỏa lực pháo binh và đang được lực lượng Ukraine kiệt sức cố gắng bảo vệ. Trên một tòa nhà bị đánh bom, ai đó đã sơn một thông điệp đầy tuyệt vọng. Chúng tôi không yêu cầu quá nhiều, chúng tôi chỉ cần đạn pháo và máy bay, phần còn lại chúng tôi sẽ tự làm. Bước tiến của Moscow ở Chasovia được đưa ra ngay sau khi Kiev cáo buộc các cuộc không kích của Nga vào thành phố công nghiệp Dnipro đã giết chết 5 người và làm bị thương hơn 30 người khác. Cuộc tấn công của Nga vào Dnipro đã thúc đẩy Tổng thống Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi các đối tác phương Tây giúp tăng cường khả năng phòng không cho Ukraine và cung cấp thêm vũ khí tầm xa để giúp Ukraine ngăn chặn các cuộc không kích của Nga. Lực lượng Nga đã liên tục nhắm mục tiêu vào Dnipro và khu vực xung quanh kể từ đầu cuộc chiến. Không quân Ukraine cho biết hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 6 máy bay không người lái và 5 trong số 7 tên lửa, chủ yếu nhắm vào Dnipro hôm 2 tháng 7. Thưa quý vị, Ukraine vừa tuyên bố sẽ không thỏa hiệp về các giá trị rất quan trọng như độc lập, tự do, dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền để chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Ukraine sẽ không thỏa hiệp các giá trị hoặc toàn vẹn lãnh thổ của mình để kết thúc cuộc chiến với Nga, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andrei Yermak, nói với các phóng viên vào ngày 3 tháng 7 khi bình luận về những tuyên bố của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump từng tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ nếu ông đắc cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết về kế hoạch thực hiện điều này. Hai cố vấn hàng đầu của cựu Tổng thống Donald Trump gần đây cũng đề xuất kế hoạch sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine trừ khi Kiev đồng ý tổ chức đàm phán hòa bình với Nga. Tờ Politico dẫn lời các quan chức giấu tên cho hay, ông Trump cũng được cho là đang xem xét khả năng thực hiện một thỏa thuận với Nga để ngăn chặn một số quốc gia, bao gồm Ukraine và Georgia, gia nhập NATO trong tương lai. Ông Yermak nhấn mạnh trong chuyến thăm Washington rằng, chúng tôi sẽ không thỏa hiệp về các giá trị rất quan trọng, về độc lập, tự do, dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền. Ông Yermak cho hay, nếu ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống, Ukraine sẽ vận động hành lang với chính quyền mới của Mỹ để Washington tiếp tục hỗ trợ Kiev. Ông cũng nhấn mạnh thêm, Ukraine đã nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng ở Washington và theo các cuộc thăm dò dư luận, người dân Mỹ vẫn ủng hộ Ukraine sau hơn 2 năm xung đột. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hãng tin Sky News của Anh ngày 2 tháng 7, khi được hỏi liệu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đàm phán giải quyết xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ hay không, Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kalin nói rằng rất khó. Ông Kalin nói, trước hết ông ấy cần trở thành Tổng thống Mỹ.
Thứ hai, cần phải nỗ lực rất nhiều để thực hiện điều này, và điều đó phụ thuộc vào loại điều khoản nào sẽ được thực hiện. Hiện nay, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào dự thảo thỏa thuận gần như đã được ký kết giữa Nga và Ukraine hồi đầu năm 2022 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, và đó có lẽ là một nền tảng tốt. Tuy nhiên, tất cả mọi người, kể cả ông Donald Trump, nên suy nghĩ thực tế về tình hình thực địa. Ông Kelly cũng cho hay, Nga sẽ không dừng các cuộc tấn công, ngay cả khi các cuộc đàm phán giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine được tiến hành. Ông Kelly nhấn mạnh, chúng tôi đang tiến công, thật sai lầm khi nghĩ rằng có sự bế tắc ở khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Không có sự đóng băng nào cả, chúng tôi đang tiến công và đang giành được lợi thế trên chiến trường. Thưa quý vị, theo một bài viết trên tờ Politico, trích dẫn các nguồn tin giấu tên, cựu Tổng thống Mỹ và có khả năng là Tổng thống tương lai của nước Mỹ Donald Trump được cho là đang xem xét một thỏa thuận với Nga để không mở rộng NATO sang Ukraine và Georgia. Ông Trump được cho là đối thủ nặng ký của Đảng Cộng Hòa, thách thức Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Chiến dịch tranh cử của ông vẫn chưa nêu tên một đội ngũ an ninh quốc gia hoặc công bố một chương trình nghị sự mới cho NATO, nhưng tạp chí Politico đã hé lộ một điều có thể xảy ra trong một bài viết được đăng tải hôm 2 tháng 7. Là một phần trong kế hoạch dành cho Ukraine chưa từng được công bố, ứng viên của Đảng Cộng Hòa đang cân nhắc một thỏa thuận mà trong đó NATO cam kết không mở rộng thêm về phía đông, đặc biệt là sang Ukraine và Georgia, và đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin về phần lãnh thổ của Ukraine mà Nga có thể giữ lại. Bài viết dẫn lời hai chuyên gia an ninh quốc gia thân cận với ông Trump cho biết. Một nguồn tin giấu tên được cho là quen thuộc với ông Trump cho biết, ông cởi mở với việc chấp nhận ngăn chặn việc mở rộng của NATO và không quay trở lại đường biên giới năm 1991 đối với Ukraine, nhưng cũng không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào, bao gồm cả việc cung cấp số lượng lớn vũ khí cho Kiev. Mặc dù ông Trump không có khả năng rút Mỹ hoàn toàn khỏi NATO, nhưng ông có khả năng sẽ cải tổ khối liên minh do Mỹ lãnh đạo để khiến các thành viên ở châu Âu của khối này đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn, điều mà các nguồn tin của Politico lo ngại rằng họ thực sự không đủ khả năng thực hiện. Theo một nguồn tin ẩn danh thân cận với ông Trump, các thành viên châu Âu trong khối không chi ít nhất 2% GDP cho quân đội sẽ không được hưởng sự hỗ trợ lớn về quốc phòng và an ninh của Mỹ. Albert Colby, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, phụ trách chiến lược dưới thời ông Trump, nói với tờ Politico rằng Mỹ không có đủ lực lượng quân sự để đi khắp nơi. Chúng tôi không thể bẻ gãy ngọn giáo của mình ở châu Âu trước người Nga khi chúng tôi biết rằng Trung Quốc và Nga đang hợp tác và Trung Quốc là mối đe dọa nguy hiểm và đáng kể hơn. Ông Corbyn nói thêm rằng các thành viên châu Âu trong khối cần phải xây dựng các lực lượng đáng tin cậy để chiến đấu nhằm đối phó với một cuộc tấn công của Nga giống như hiện nay. Là một phần trong kế hoạch định hướng lại triệt để NATO dưới thời ông Trump, Mỹ sẽ duy trì các căn cứ không quân và hải quân ở châu Âu, nhưng để phần lớn bộ binh, thiết giáp, hậu cần và pháo binh cho các đồng minh ở lục địa này xử lý. Theo Politico, các nước EU rõ ràng là chưa sẵn sàng để sớm đảm nhận vai trò quân sự được mở rộng đáng kể, trong khi lục địa này yếu hơn về kinh tế và phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung năng lượng từ Mỹ hơn bao giờ hết. Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả những ý kiến này không phải đều từ ông Donald Trump. Richard Grenell, cựu quyền giám đốc tình báo quốc gia cho biết trên mạng X, trước đây là Twitter, trong phản ứng trước bài viết của Politico, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã không trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin này. Thưa quý vị, Đại tướng Oleksandr Syrsky, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, được cho là đã xung đột với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và từ chối thực hiện cuộc phản công mà theo ông là sẽ đẩy binh lính vào chỗ chết. Theo trang tin RMX, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky cũng giống như người tiền nhiệm Valery Zaluzhny đã công khai xung đột với văn phòng Tổng thống Ukraine. Thậm chí còn có tin đồn về việc ông Zelensky cân nhắc sa thải Tổng tư lệnh Syrsky vì đã từ chối thực hiện mệnh lệnh của Tổng thống Zelensky về việc tiến hành một cuộc phản công trên bộ. Lý do là tướng Syrsky cho rằng cuộc phản công này là vô ích, việc thiếu sự hỗ trợ trên không sẽ biến cuộc phản công thành thảm họa và đẩy binh lính vào chỗ chết. Trang tin tức EA Daily cũng đưa tin Tổng tư lệnh Ukraine được lệnh phát động một cuộc tấn công lớn nhưng ông đã từ chối, nói rằng nếu không có đủ trang thiết bị và sự yểm trợ trên không thích hợp thì một cuộc tấn công như vậy sẽ thất bại. Một nguồn tin tiết lộ, tướng Syrsky nói với Tổng thống Zelensky rằng binh lính của ông sẽ bị giết trong một cuộc tấn công vô ích và không được chuẩn bị. Kênh Telegram Legitimate của Ukraine đã trích dẫn một nguồn tin trong chính phủ Kiev cho biết
tướng Zelensky đã lần đầu tiên từ chối thực hiện mệnh lệnh của ông Zelensky và tránh văn phòng Tổng thống Yermak, người có quyền lực vượt qua tất cả các quan chức dân cử của Ukraine, chỉ dưới quyền Tổng thống. Thái độ bất tuân của tướng Zelensky được cho là đã khiến ông Zelensky và ông Yermak đã bắt đầu chuẩn bị cho việc tìm người thay thế cho Tổng tư lệnh Ukraine. Đầu năm nay, ông Zelensky đã bổ nhiệm tướng Oleksandr Zelensky làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine thay cho ông Valery Zaluzhny. Tướng Zelensky được ghi nhận đứng sau một số thành công quân sự lớn nhất của Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, bao gồm việc đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi khu vực xung quanh Kiev vào tháng 3 năm 2022. Tướng Zelensky cũng chỉ huy cuộc phản công của Ukraine tại tỉnh Kharkov vào mùa thu năm 2022, từ đó giải phóng Izium, Balaklia, Kupiansk và các thành phố khác đã rơi vào tay Nga hồi đầu chiến sự. Tướng Zelensky từng thường xuất hiện bên cạnh Tổng thống Zelensky trong các chuyến thăm tới các thị trấn mới được giải phóng. Tuy nhiên, theo tờ Financial Times, tướng Zelensky cũng là người chỉ huy lục quân Ukraine trong trận chiến kéo dài 10 tháng tại Bakhmut vào năm 2022-2023. Ông được cho là đã đưa ra những quyết định sai lầm dẫn đến thương vong nặng nề, thậm chí là thương vong toàn đơn vị đối với một số lữ đoàn giàu kinh nghiệm nhất của Ukraine. Thưa quý vị, màn tranh luận lép vế so với ông Trump của Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tuần trước đã gây chấn động khắp Đảng Dân Chủ và đặt ra câu hỏi ai có thể làm ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ nếu ông rút lui. Tổng thống Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, cho tới khi được Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ năm 2024 thông qua thì ông mới chính thức trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng. Theo tờ The Guardian, không có cơ chế chính thức nào loại bỏ tư cách ứng viên Tổng thống của ông Biden, ngoại trừ việc ông tự rút lui và sau đó các đảng viên Dân Chủ sẽ đề cử một ứng viên mới tại Đại hội Toàn quốc của Đảng, sẽ diễn ra ở Chicago từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 8. Hãng BBC nhận định, dù khó có khả năng Tổng thống Joe Biden rút lui, song nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là một cơn ác mộng về hậu cần và có thể châm ngòi cho một cuộc chiến giữa các đảng viên Dân Chủ khi chỉ còn vài tháng nữa là tới ngày bầu cử. Nếu Tổng thống Biden rút lui, ông có thể chỉ định ai đó, có thể là Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng viên ưa thích. Điều này có tác động đến các đại biểu dự Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, nhưng nó không mang tính ràng buộc. Bà Harris, người đã có tên trên phiếu bầu Tổng thống, Phó Tổng thống Mỹ, là một sự lựa chọn hiển nhiên để thay thế ông Biden. Nhà nữ lãnh đạo này đã được công nhận tên tuổi với tư cách là Phó Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, trong suốt nhiệm kỳ Phó Tổng thống, tỷ lệ ủng hộ của công chúng đối với bà không cao. Theo kết quả thăm dò trung bình do 538 theo dõi, 49% người Mỹ không tán thành bà Harris, trong khi chỉ có 39% tán thành. Bà Gretchen Whitmer, thống đốc bang Michigan trong hai nhiệm kỳ, là đảng viên Dân Chủ ở vùng Trung Tây. Người phụ nữ 52 tuổi này đã nằm trong danh sách rút gọn các ứng viên phó tổng thống năm 2020. Bà hiện rất nổi tiếng và được nhiều chuyên gia suy đoán sẽ tranh cử tổng thống Mỹ năm 2028. Trước đây, bà Whitmer từng vận động cho Tổng thống Biden. Bà ủng hộ luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn, bãi bỏ lệnh cấm phá thai. Thống đốc California Gavin Newsom là một trong những người đại diện quyết liệt nhất của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ông thường xuyên xuất hiện trên các mạng tin tức ca ngợi ông Biden. Tuy nhiên, ông Newsom cũng có tham vọng chính trị của riêng mình. Ông thường được liệt vào danh sách ứng cử viên tiềm năng cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2028. Và hiện giờ nhiều chuyên gia của Đảng Dân Chủ cho rằng ông có nhiều khả năng sẽ thay thế ông Biden. Ông Pete Buttigieg có tham vọng trở thành Tổng thống Mỹ. Ông từng tranh cử Tổng thống năm 2020 và thường được ca ngợi là một trong những người giao tiếp giỏi nhất trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Ông Buttigieg đã giải quyết một số cuộc khủng hoảng công khai trong thời gian làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải, như vụ sập cầu Baltimore và cuộc khủng hoảng lịch trình của Southwest Airlines vào năm 2022. Ngoài các nhân vật được đề cập phía trên, vẫn còn một số ứng viên tiềm năng khác. Đó là thống đốc bang Kentucky Andy Beshear, người đang rất được chú ý sau khi tái đắc cử vào năm ngoái tại một bang rất bảo thủ.
thống đốc Maryland Westmore đã nhận được sự chú ý đáng kể trong những tháng gần đây sau vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore. Các thượng nghị sĩ Amy Klobuchar và Cory Booker thường được nhắc đến vì đã tranh cử tổng thống và được một số đảng viên đảng Dân Chủ công nhận tên tuổi.